Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nói chuyện về cái quy trình mà áp dụng BIM trong một cái dự án. Thì tại vì sau khi làm các cái video trước ấy, thì mình nhận được cái một số các cái yêu cầu của các bạn làm các cái quy trình, nói về cái quy trình mà khi chúng ta áp dụng BIM vào trong dự án từ đầu cho đến kết thúc. Thì mình chia sẻ với các bạn thế này, để nói về cái vấn đề đấy thì chúng ta không thể nói qua một cái câu chuyện nó chỉ dài 15 phút, nửa tiếng hay một tiếng được, tại vì cái quy trình này nó rất là dài. Bởi vì các bạn biết là xây dựng của chúng ta là sự kết hợp của nhiều bên, từ chủ đầu tư, từ kiến trúc, rồi đơn vị thi công, rồi nhà thầu đó, rồi các nhà thầu phụ nữa. Đấy, thì rất nhiều các bên tham gia, thì mỗi một bên ý, thì khi tham gia vào dự án BIM đúng nghĩa thì đều phải có một cái EP, tức là cái kế hoạch triển khai BIM của riêng họ, và nó phải nằm trong một cái tổng thể triển khai BIM toàn công trình. Thì khi khi mà bắt đầu một công trình ý, thì các cái bên nó gọi là, các bạn có thể dựa vào cái bài nói chuyện của mình này để các bạn tra cứu các cái từ khóa, ví dụ như là IPD, tức là nó là một cái dạng triển khai một cái dự án, để nó rất là hiện đại, để chúng ta có thể kết hợp các bên ấy có thể kết nối với nhau ngay từ giai đoạn đầu, tức là làm việc nhóm ngay từ đầu. Tức là gì, chúng ta có chủ đầu tư, có các đơn vị thiết kế, rồi nhà thầu vân vân đều tham gia ngay từ đầu của dự án. Thì cái việc này ấy, nó sẽ giúp cho cái dự án làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế thì có thể nói là ngay từ cái giai đoạn ban đầu ấy, thì các bên phải họp lại và xây dựng một cái CDE, tức là một cái môi trường để làm việc chung, mình gọi nôm na là như vậy. Thì cái môi trường làm việc chung này nó là một cái nền tảng gì đó, thì mình hiểu, chia sẻ nôm na cho các bạn, nó là có thể là một cái dạng như kiểu BIM 360 chẳng hạn. Nó là một cái nơi để giúp các bên có thể trao đổi, là nơi lưu trữ một cái mô hình duy nhất để các bên cùng cùng làm việc, nơi lưu trữ các tài liệu, nơi trao đổi vân vân. Đó là một cái môi trường làm việc chung để tất cả các bên cùng tham gia. Thế thì cái cuộc họp này nó diễn ra ấy, thì tất cả các bên cùng phải tham gia cái cuộc họp này, và chủ đầu tư sẽ trình bày các ý tưởng, rồi các bên phải đi đến thống nhất làm như thế nào trong một cái kế hoạch tổng thể. Từ đó thì các cái đơn vị, các bên tham gia mới về để xây dựng nên cái kế hoạch triển khai BIM cho cái đơn vị của mình. Thiết kế thì phải xây dựng cái kế hoạch triển khai BIM cho thiết kế. Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch triển khai BIM nhà thầu. Chủ đầu tư cũng phải xây dựng kế hoạch triển khai BIM cho chủ đầu tư, rồi các nhà thầu phụ. Hoặc là trong bản thân bên thiết kế thì người ta cũng phải xây dựng cái kế hoạch triển khai BIM cho từng bộ môn, ví dụ bộ môn kiến trúc chẳng hạn cũng phải có kế hoạch triển khai BIM cho kiến trúc, rồi là kết cấu cũng phải có kế hoạch triển khai BIM cho kết cấu, và phần cơ điện cũng vậy. Và các bạn lưu ý là cái quy trình để xây dựng một dự án của chúng ta là phải bao gồm các cái giai đoạn. Ví dụ như là chúng ta có giai đoạn concept, tiếp đến là giai đoạn design, giai đoạn thiết kế chẳng hạn, hoặc là tiếp đến là cái giai đoạn mà triển khai ra cái tài liệu ấy, rồi chúng ta thi công xây dựng, rồi chúng ta là vận hành bảo trì. Đấy, thì các cái giai đoạn đấy đều phải có cái kế hoạch triển khai BIM đấy, cụ thể. Đấy, ví dụ ứng với giai đoạn concept chẳng hạn, thì bên ông là bên thiết kế chẳng hạn, ông làm những cái việc gì, và khi đó thì bên bên nhà thầu tham gia vào những cái việc gì, chủ đầu tư tham gia vào những cái việc gì, làm như thế nào, nhân sự ai tham gia, vai trò như thế nào trong cái giai đoạn đấy. Thì đấy là giai đoạn concept. Tiếp đến giai đoạn thiết kế thì các bên tham gia vào như thế nào, nó đều phải có kế hoạch cụ thể rất là chi tiết, các bước rất là rành mạch, để không trách nhiệm rất là rõ ràng đó, thì cái kế hoạch triển khai nó mới được trơn tru và nó không bị vấp.
Đó. Thế thì đối với Việt Nam mình ấy thì hiện nay mình không nói các cái công ty lớn, thì các công ty lớn, nhà thầu lớn thì thường người ta sẽ được hoặc là người ta sẽ thuê các cái đơn vị tư vấn BIM để đơn vị tư vấn BIM nước ngoài ấy, để giúp người ta tư vấn về cái quy trình hay viết cái BEP, tức là kế hoạch triển khai BIM cho người ta. Đấy. Còn đối với những cái công ty mà nửa vời chẳng hạn thì người ta vẫn chưa có cái kế hoạch rõ ràng về cái kế hoạch triển khai BIM này. Họa chăng là người ta làm một cách góp nhặt thôi, góp nhặt từ những cái kinh trên mạng hoặc là theo cái kinh nghiệm mà người ta đối chiếu từ cái phương pháp truyền thống sang bên BIM ấy, xong đầu người ta sẽ áp dụng sang, ví dụ như là người ta vẫn triển khai bản vẽ một cách độc lập từ Revit. Sau đó thì người ta nghe đâu đấy là có thể kiểm tra va chạm được bằng cách là sử dụng Navisworks, và người ta cũng nghe đâu đấy là có thể quản lý tài liệu thì người ta mua BIM 360 đó, nhưng mà người ta chưa hình dung được, người ta chưa nắm được cái quy trình triển khai BIM một cách tiêu chuẩn hóa. Và cái cốt lõi quan trọng nhất ấy là cái vấn đề là cái môi trường làm việc chung, cách thức làm việc chung giữa các bên với nhau là hiện tại là chưa có. Thì có thể là nó có nhiều rào cản, nhiều rào cản về pháp lý vân vân ấy, nhưng mà ở đây mình không nói đến cái vấn đề đấy, mà chúng ta chỉ nói đến cái việc là cái cách thức làm việc như nào thôi, để cho các bạn nắm được. Đấy thì mình có thể nói thêm nhiều các cái video khác nữa, tại vì có thể rất nhiều bạn sẽ phân vân về về có nên học BIM, có nên học Revit, học thế nào cho nó hiệu quả. Nhưng trong video này thì mình nói chung chung về các cái vấn đề như vậy thôi. Okay. Các bên liên quan khi mà tham gia vào cùng một dự án mà ngay từ ban đầu ấy, thì sẽ giúp ích rất nhiều, giúp ích rất nhiều cho cái việc mà triển khai dự án, chính xác của dự án. Mình ví dụ như là trong giai đoạn concept chẳng hạn, lên ý tưởng thôi, thì bình thường ấy thì chỉ kiến trúc thì sẽ xây dựng cái việc này. Thế nhưng mà nếu như mà trong giai đoạn này có sự tham gia của cả cái kỹ sư của cái bên kỹ sư hạ tầng chẳng hạn, để giúp cái kiến trúc sư xây dựng luôn về cái hạ tầng cơ sở xung quanh đấy, rồi là có các cái nhà thầu để tham gia góp ý vào các cái công nghệ đấy, các cái công nghệ liên quan đến việc thi công xây dựng, cái góp ý thôi nhá, thì sẽ cái ý tưởng của người kiến trúc ấy, khi xây dựng lên cái dự án này nó sẽ chính xác hơn và nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều, mang đến một cái phương án nó tính khả thi hơn đấy. Hoặc là thì trong cái giai đoạn này ấy, thì các cái phần mềm có thể tham gia vào cái giai đoạn này, mình nói Revit chẳng hạn, thì các cái kiến trúc sư rồi kết cấu rồi MEP đều có thể tham gia vào cái quá trình này, rồi Civil 3D, 3D Max, Maya Inventor đấy vân vân, có thể tham gia vào quá trình này. Rồi đến cái giai đoạn mà tiếp theo, đến giai đoạn design đấy, đến cái giai đoạn design thì là giai đoạn mà làm việc nhóm giữa kết nối nhóm giữa kiến trúc, nhà thầu, các kỹ sư, thì nó sẽ giúp ra những quyết định quan trọng nó chính xác đấy, và khả thi hơn đấy, nó sát với cả cái quyết định cuối cùng hơn, nó sẽ cải thiện chất lượng và hạn chế được cái rủi ro đấy. Và từ từ đấy thì cái chủ đầu tư ấy, là cái người nắm giữ đồng tiền ấy, sẽ rất dễ dàng ra quyết định, đầu tư hơn, tránh lãng phí rất nhiều tiền bạc và thời gian của người ta đấy. Thì đấy là giai đoạn design. Thì ứng với mỗi giai đoạn như thế này này, các bạn thấy là ứng với mỗi giai đoạn như thế này thì cái mô hình của chúng ta xây dựng sẽ có cái mức độ phát triển khác nhau. Mức độ phát triển ở đây mình muốn nói đến cái khái niệm LOD đấy, Level of Development ấy, thì là cái mức độ phát triển mô hình nó sẽ khác nhau. Đấy thì các bạn có thể tham khảo thêm về cái khái niệm LOD. Thì cái mô hình xây dựng ra qua từng giai đoạn này nó sẽ như thế nào, không nhất thiết là các bạn ngay ngay từ ban đầu, là khi mình bắt đầu tham gia vào một cái dự án mình xây dựng ấy, không nhất thiết là mình phải có mức độ mình phát triển quá nhiều thông tin trong đó, mình chưa cần nhiều thông tin
hoặc là cái mức độ cái chi tiết của cái mô hình cũng chưa cần nhiều, nó chỉ đơn giản là giai đoạn concept thì người ta chỉ cần hình thù thôi, hình thù nó sao nó giống giống thôi, nó đảm bảo đúng vị trí, chứ hình dạng đấy, chứ nó chưa cần quá detail về mặt vật liệu rồi phản xạ ánh sáng liên quan đến những cái đó đấy, nên người ta chưa cần chi tiết những cái đấy. Nhưng mà có thể là cái thông tin ban đầu là tương đối nhiều, tức là nó có hai cái khái niệm là mức độ chi tiết và mức độ phát triển thông tin. Mức độ chi tiết thì ở cái giai đoạn đầu của dự án ấy thì chưa cần nhiều, nhưng có thể cái thông tin ban đầu của dự án thì lại cần nhiều. Đấy thì trải qua thời gian, trải qua khi phát triển dự án dần dần lên ấy, thì cái mức độ chi tiết của dự án sẽ tăng lên, nhưng mà cái thông tin thì sẽ nhập vào dự án, có thể sẽ giảm dần đi theo thời gian. Đấy thì cái đấy các bạn cũng để ý, chứ mình không cần mất quá nhiều thời gian để mình, nhiều bạn sẽ chưa hiểu lắm thì khi chúng ta mô hình ấy, chúng ta dành quá nhiều thời gian để chúng ta mô hình những cái thứ mà nó không cần thiết ở cái giai đoạn đấy. Đấy, không cần thiết ở giai đoạn đấy. Ví dụ, kiến trúc ở từng giai đoạn ấy thì chúng ta sẽ có các cái mô hình khác nhau, các bạn lưu ý. Và một cái khái niệm nữa là khi mà chia ra như này ấy, thì nó sẽ sinh ra các cái beam yield. Đấy, các bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm beam yield. Thì beam yield, mình nói beam yield tức là cái việc sử dụng beam, các cái trường hợp sử dụng beam. Ví dụ như tôi sử dụng beam để lên mô hình 3D, đấy là một cái beam yield. Hoặc là tôi sử dụng để tôi làm về mặt mô phỏng, làm tiến độ, đấy là một beam yield. Tôi làm để quản lý chi phí hay là bóc tách khối lượng thì đấy là một cái beam yield. Rồi tôi làm về phần phân tích năng lượng là một beam yield, tôi làm về vận hành bảo trì là một cái beam yield. Thì ứng với mỗi một cái beam yield thì là các bên tham gia và như thế nào đó. Và các bạn lưu ý là các cái mô hình mà chúng ta xây dựng chỉ có một mô hình duy nhất thôi, nằm trong cơ sở dữ liệu chung, và cái mô hình này sẽ được chuyển qua chuyển lại cho các cái bên đấy, các bên đều có thể, nó chỉ tức là nó chỉ từ một nguồn thôi chứ không phải là nhiều mô hình. Thì khi mà cái mô hình mà bên 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 thiết kế, bên BMU về phần thiết kế người ta thiết kế ra một cái mô hình 3D, thì cái mô hình đấy sẽ được chuyển sang cho bên bên làm dự toán chẳng hạn, bên bóc tách khối lượng, thì người ta sẽ có các cái yêu cầu cụ thể là cái mô hình đấy mà sản phẩm mà bên 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 thiết kế chuyển giao sang cho bên làm khối lượng ấy, thì nó sẽ có các cái yêu cầu như thế nào về mô hình đấy. Thì tất cả những cái yêu cầu đấy nó là có thể định dạng gì chẳng hạn, đúng không, nó có thể định dạng là Revit hoặc là IFC vân vân, thì là cái bên 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 làm khối lượng và bên chi phí người ta sẽ đưa ra các cái yêu cầu, và khi cái mô hình, cái sản phẩm mà bên thiết kế đưa sang ấy thì người ta sẽ tiếp nhận cái đó, và người ta sẽ dựa vào kế hoạch triển khai BIM của người ta để người ta xào nấu gì đấy cái mô hình đấy, thêm bớt gì đấy để làm sao có thể bóc tách được cái khối lượng, bóc tách được giá và đưa ra được cái thông tin về chi phí cho công trình. Đấy thì ứng với từng giai đoạn nó cũng phải có cái thế, tần lượt cái mô hình đấy nó chuyển dần qua các cái giai đoạn khác nhau. Thì tương tự như thế thì đến các cái giai đoạn khác thôi, nhà thầu cũng vậy, đến cái giai đoạn thi công xây dựng thì hoặc là thì nó đã giảm thiểu đến đến giai đoạn thi công xây dựng ấy, thì các giai đoạn trước nó đã giúp cho cái việc là phân tích được các cái va chạm rồi, người ta không xảy ra cái việc đấy nữa. Rồi đến cái giai đoạn mà vận hành bảo trì thì tất cả thông tin đã được nhập vào, và chủ đầu tư lúc đấy sẽ quản lý cái việc vận hành bảo trì công trình thôi. Thì đấy là cái quy trình mà tổng quát. Còn nói về các cái quy trình cụ thể ấy, thì các bạn có thể hỏi hỏi và mình sẽ làm trong các video sau về các cái quy trình cụ thể. Còn lại về mặt tổng quan thì mình nói chung chung vậy thôi. Đấy, chứ mình không không thể có thời gian nói chi tiết từng cái được, thì mình sẽ nói trong từng video riêng. Còn nói về cái việc áp dụng cái BIM này ở Việt Nam hiện nay ấy, thì nó vẫn còn đang rất là mới, kể cả bản thân mình cũng thế, cũng chưa nắm hết được tất cả mọi thứ, cũng chưa trực tiếp làm được tất cả mọi thứ, làm được một vài cái và sách vở cũng một vài cái kết hợp lại để chia sẻ cho các bạn. Thì có thể là đấy là cái quy trình chuẩn,
mà các nước tiên tiến người ta đã áp dụng, nhưng khi chúng ta áp dụng vào Việt Nam trong điều kiện thực tế của Việt Nam thì nó sẽ khác đi rất là nhiều. Các cái công ty ở Việt Nam thì cũng đang tùy biến, người ta cũng có kiến thức hoặc là người ta đi thuê thì người ta đang tùy biến áp dụng vào cái điều kiện thực tế ở Việt Nam, hoặc là đặc biệt các cái đơn vị mà làm tổng thầu ấy, thì việc triển khai BIM nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với cái việc là mỗi một cái bộ môn là một công ty khác nhau, thì khi đấy cái việc áp dụng nó sẽ gặp các cái vấn đề. Nhưng mà đúng ra là mỗi một cái bộ môn, mỗi một công ty tham gia một phần ấy, thì nó đúng đúng nó đúng quy trình, nó sẽ tức là nghề sẽ áp dụng được đúng cái quy trình BIM mà các bạn tìm hiểu trên trên mạng ấy, theo cái mô hình IPD ấy. Còn nếu một công ty mà làm dạng tổng thầu ấy, thì người ta làm từ A đến Z tất cả mọi thứ, thì người ta thực ra cái nền tảng chia sẻ chung của người ta trên cloud ấy, thì người ta có thể chưa cần thiết để giảm thiểu chi phí, người ta có thể sử dụng cái mạng nội bộ thôi là được. Đấy. Thì người ta sẽ làm từ từ A đến Z thì nó đơn giản rồi, tự tự mình làm, tự mình chịu, tự mình quyết định tất cả mọi thứ. Đấy. Còn lại những công ty thì có những công ty thì người ta đang chỉ làm một phần thôi. Người ta đang làm ví dụ phần chuyên làm về phần bóc tách khối lượng chẳng hạn. Bóc tách khối lượng, riêng nói về phần bóc tách khối lượng thì hiện nay cũng đang có rất nhiều vấn đề. Thì hoặc là có rất nhiều các cái công cụ để mà làm cái việc đấy. Có những công ty thì sử dụng Revit, có công ty thì tích hợp với Excel, có những công ty thì người ta lác đác vài công ty thôi thì sử dụng Cubicode. Đó, thì để bóc tách khối lượng hoặc là viết các cái add-in riêng, hoặc là sử dụng Microsoft Excel để nói chung ấy là làm sao truy xuất được vào cái cơ sở dữ liệu của Revit, lấy được cái thông tin từ trong Revit ra và người ta đưa vào một cái phần mềm thứ ba để người ta xào nấu và đưa ra được khối lượng. Nhưng mà tất nó đang có một cái rào cản là nó liên quan về mặt diễn giải cái khối lượng, tại vì Revit nó không diễn giải, cái khối lượng ấy tính ra như thế nào. Đấy, cho nên là sẽ sinh ra rất nhiều các cái phần mềm thứ ba để đáp ứng cái nhu cầu đấy, là tích hợp thêm các cái công cụ để làm sao để có thể diễn giải được cái khối lượng từ trong Revit ra, thì nó mới có giá trị mang đi khi mà làm các cái dự án mà nhà nước thẩm định. Đấy. Rồi các cái vấn đề liên quan đến áp định mức Việt Nam nữa. Đấy, thì nó khác biệt về 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 cái cách thức áp định mức, cho nên là sẽ phải có các cái công cụ để làm sao mà cái bóc tách khối lượng xong thì có thể áp được cái định mức theo tiêu chuẩn Việt Nam vào. Đấy. Còn nếu như mà làm công trình tư nhân, công trình bên ngoài thì cũng không cần thiết phải làm cái việc đấy. Đấy. Cho nên là nó rất nhiều các cái, còn tức là ý mình nói là nó còn rất nhiều các cái đất để mà các cái công ty thứ ba ấy, tích hợp vào Revit để kiếm thêm tiền. Thì các bạn thấy là rất nhiều bạn viết thêm các cái phần mềm để triển khai chi tiết thép chẳng hạn. Mặc dù là Revit nó không phải là cái phần mềm giúp triển khai detail, nhưng mà rất nhiều các cái công ty vẫn muốn triển khai detail bằng Revit. Cho nên là các bạn ấy sẽ viết các cái add-in để có thể triển khai detail trong Revit, đặc biệt là phần shop thép chẳng hạn. Đấy. Rồi ok, thì có lẽ bài này thì mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Thì các bạn có câu hỏi gì hoặc muốn trao đổi về cái vấn đề gì ấy, thì các bạn đặt câu hỏi ở phần bình luận nhé. Thì có thời gian thì chúng ta hãy cùng trao đổi.